đâu nhìn cái mấy góc độ vuông sao lấy được. Mỏ khai thác khoáng sản của công ty Sao Mai tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã gần trưa ngày đầu tuần 30 tháng 9 năm 2019, nhưng mọi hoạt động có vẻ đang bị ngừng lại. Thưa các bạn, đây là hiện trường của công ty Sao Mai, một cái vụ tai nạn vừa xảy ra đêm qua tại cái mỏ cát của công ty Sao Mai đã làm một người tử vong. Hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đang tiến hành kiểm tra và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này. Hiện trường vụ tai nạn này là một hố cát sâu khoảng 30 mét, có hình tròn với đường kính khoảng 300 mét. Bên dưới hố sâu này vẫn còn máy đào, máy hút nước nguyên tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Trần Cao Vinh, 49 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định, là công nhân làm thuê khai thác cho công ty Sao Mai. Theo những người công nhân tại đây, 4 giờ sáng ngày 30 tháng 9, anh Vinh đứng dưới hố sâu cầm vòi nước xịt vào cát để cát sụt xuống. Do hố quá sâu, ta luy cát rất cao nên đã sập xuống vùi lấp nạn nhân trong cát. Khi các công nhân khác đào bới cát đưa anh Vinh ra khỏi đống vùi lấp, nhưng anh này đã chết. Được biết, nạn nhân mới chỉ làm thuê tại đây khoảng một tháng nay. Theo hồ sơ, công ty cổ phần khoáng sản và thương mại Sao Mai mới chỉ có giấy phép ban đầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chưa đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định để khai thác nhưng đã khai thác. Đại diện công ty cho biết chỉ đang chạy thử. Tuy nhiên, hiện trường cho thấy việc khai thác đã diễn ra từ lâu với diện tích rất lớn. Theo chính quyền xã Hòa Thắng, đây không phải là lần đầu xảy ra chết người tại mỏ của công ty Sao Mai. Cách đây hơn một tháng cũng đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong tại mỏ titan trái phép này. Cái này không phải bờ mong đâu, không phải vỡ bờ mong đâu.